Xin chào các em học sinh lớp 4, cô là Trần Thị Thanh Nhàn, giáo viên trường tiểu học Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học lịch sử lớp 4 ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu tiết học, cô nhắc các em chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4, vở ô ly, thước kẻ, bút mực và đặc biệt các em nhớ ngồi trước màn hình máy tính TV sao cho đúng khoảng cách nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nội dung bài học. Các em ạ, sinh thời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn dân ta phải biết sửa ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Chúng ta tự hào biết bao với những trang sử vẻ vang của dân tộc. Giờ học lịch sử lớp 4 hôm nay, cô cùng các em tái hiện lại một trang sử học của dân tộc qua trận đánh Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Trước khi vào bài học, các em cùng cô nhớ lại nội dung bài Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm 1786. Thông qua việc giúp bác nông dân thu hoạch nông sản để gửi tới các bà con vùng dịch nhé. Mỗi câu trả lời đúng là các em đã giúp bác nông dân thu hoạch nông sản rồi đấy. Câu 1. Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn làm chủ toàn bộ vùng đất ở đằng trong, Nguyễn Huệ quyết định làm gì? A. Tiến quân ra Nghệ An xây dựng kinh đô ở đây. B. Tiến quân vào Nam xây dựng chính quyền ở đây. C. Tiến quân ra Phú Xuân, Huế. D. Tiến quân ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất đất nước. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi, chính là đáp án D. Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất đất nước. Chúc mừng các em, giỏ quà thứ nhất đã đầy rồi. Chúng ta cùng đến giỏ thứ hai nào. Câu 2. Kết quả việc Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long năm 1786 là gì? A. Làm chủ Thăng Long. B. Mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt. C. Tiêu diệt được chính quyền họ Trịnh. D. Cả ba ý trên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Rất xuất sắc, đó là đáp án D, cả ba ý trên. Các em giỏi lắm, giỏ quà thứ hai đã đầy rồi. Như vậy, các em đã thu hoạch được rất nhiều nông sản cho bà con rồi đấy. Sau khi lật đổ được chính quyền họ Nguyễn ở đằng trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc để tiêu diệt chính quyền họ Trịnh, thống nhất đất nước và đã thu hoạch được thắng lợi. Chính quyền họ Trịnh bị tiêu diệt, quân Tây Sơn làm chủ được Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt. Câu chuyện lịch sử tiếp diễn như thế nào? Cô và các em sẽ cùng học bài ngày hôm nay, Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Học xong bài này, các em cần nắm được về kiến thức, kỹ năng. 1. Thuật lại được diễn biến của trận Quang Trung đại phá quân Thanh theo lược đồ. 2. Quân Quang Trung rất quyết tâm và tài trí trong việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh. 3. Cảm phục tinh thần quyết chiến quyết thắng quân xâm lược của Nghĩa quân Tây Sơn. Về năng lực, phẩm chất, các em sẽ được phát triển về năng lực ngôn ngữ qua việc thuật lại được trận đánh thông qua lược đồ. Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc xem video và trả lời câu hỏi giáo viên nêu. Năng lực nhận diện lịch sử, tìm hiểu lịch sử, vận dụng lịch sử vào thực tiễn. Về phẩm chất, các em sẽ được phát triển về phẩm chất tự tin thông qua việc giao tiếp, hợp tác cùng cô giáo trong hoạt động tìm hiểu nội dung bài. Phẩm chất yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc qua ý nghĩa của trận đánh. Nội dung chính của bài chúng ta cần tìm hiểu đó là gì? 1. Nguyên nhân Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc. 2. Diễn biến của trận đại phá quân Thanh. 3. Kết quả của trận đánh. Chúng ta cùng sang hoạt động khám phá nhé. Mời các em cùng lắng nghe một video giới thiệu về Quang Trung Nguyễn Huệ. Đây là hình ảnh Nguyễn Huệ. Ông sinh năm Quý Dậu, tức năm 1752.
Ông có hình dáng cao lớn, mái tóc xoăn, tiếng nói sang sảng và đặc biệt là cặp mắt sáng quắc. Sau khi tiêu diệt được chính quyền họ Trịnh, Nguyễn Huệ trao trả lại chính quyền cho vua Lê, đó là vua Lê Hiển Tông. Nguyễn Huệ được phong làm Bắc Bình Vương, cai quản vùng đất Thuận Hóa, trở ra đèo Hải Vân và còn được vua gả con gái là công chúa Ngọc Hân cho. Không lâu sau, vua Lê Hiển Tông mất, Lê Chiêu Thống lên ngôi vua. Do bất tài, Lê Chiêu Thống không giữ yên được đất nước, loạn lạc lại nổi lên. Vì sợ mất ngai vàng, Lê Chiêu Thống sai sứ sang Trung Quốc để cầu cứu nhà Thanh. Vào cuối năm 1788, vua nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem hơn 20 vạn quân cùng một số tướng giỏi sang chiếm nước ta. Trước khi nào quân Thanh từ bỏ ý định xâm lược nước ta, nay lợi dụng thế nước rối ren, chúng lập tức đem quân xâm chiếm nước ta. Vậy theo em, năm 1788, quân Thanh đã lấy cớ gì để sang xâm lược nước ta? A. Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc, làm chủ Thăng Long, đã uy hiếp nhà Thanh. B. Mượn cớ giúp nhà Lê. C. Mượn cớ giúp họ Trịnh giành lại chính quyền. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Em giỏi lắm, đó chính là phương án B, quân Thanh đã mượn cớ giúp nhà Lê sang xâm lược nước ta. Các em ạ, vua nhà Thanh lúc bấy giờ là Càn Long, từ lâu đã nhăm nhe sang xâm lược nước ta. Việc Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh chính là một cái cớ để Càn Long đem quân sang xâm chiếm nước Việt. Trước tình hình đó, Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân. Phú Xuân là một địa danh thuộc Huế. Vậy theo em, khi lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Huệ lấy niên hiệu là gì? Em hãy chọn phương án trả lời đúng. A. Bắc Bình Vương. B. Thái Đức Hoàng. C. Quang Trung. D. Tây Sơn. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Em học bài rất tốt, đó chính là đáp án C. Sau khi lên ngôi, ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân, tức tháng 1 năm 1789, Quang Trung chỉ huy quân ra đến Tam Điệp, Ninh Bình. Ông cho quân sĩ ăn Tết trước, rồi chia thành 5 cánh quân tiến ra Thăng Long. Đây là vị trí của dãy núi Tam Điệp, nơi Quang Trung cho quân sĩ dừng chân ăn Tết sớm. Vậy theo em, lý do Quang Trung cho quân sĩ ăn Tết sớm khi tiến quân ra đến Tam Điệp là gì? Em hãy chọn phương án trả lời đúng. A. Cho quân ăn Tết trước vì nếu có người bị hy sinh thì đã được ăn Tết rồi. B. Bất ngờ tấn công quân Thanh vào đúng dịp Tết, chúng đang mải lo ăn Tết nên không lo phòng bị. C. Ăn Tết trước, quân lính được nghỉ ngơi, có sức khỏe để đánh giặc. D. Cho quân ăn Tết trước để khích lệ họ chiến đấu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chính xác, đó là đáp án B. Biết tin Nguyễn Huệ mang quân ra Bắc để đánh quân Thanh, tướng Tôn Sĩ Nghị có thái độ như thế nào? Em hãy chọn phương án trả lời đúng. A. Tôn Sĩ Nghị rất sợ hãi, lo lắng. B. Tôn Sĩ Nghị ngạo mạn, tỏ ý coi thường. C. Tôn Sĩ Nghị bàn mưu, tính kế để thắng lại quân Quang Trung. D. Tôn Sĩ Nghị chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đối phó. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đó là phương án B. Qua phần tìm hiểu trên, em đã biết cuối năm 1788, mượn cớ sang giúp nhà Lê, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu đã đem hơn 20 vạn quân sang xâm chiếm nước ta. Trước tình hình đó, Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế, kéo quân thần tốc từ Nam ra Bắc tiêu diệt quân Thanh. Vậy trận đánh này diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Quang Trung chia đạo quân của mình thành 5 cánh quân dưới sự dẫn dắt của các đô đốc. Đô đốc Long chỉ huy quân tập kết đường Khương Thượng. Đô đốc Bảo tiến đánh các đồn phía Nam. Đô đốc Tuyết
Đô đốc Lộc theo đường biển chặn đánh đường rút quân của địch. Còn một cánh quân tinh nhuệ do chính vua Quang Trung chỉ huy. Thế lực của Quang Trung tựa như bàn tay úp ốp sát các thành và đồn của địch. Nhìn trên lực đồ ta thấy các thành và đồn của địch. Đồn Khương Thượng chính là đồn Đống Đa đấy các em ạ. Sau đây mời các em xem một đoạn phim ngắn mô phỏng lại diễn biến trận đánh xuất quỷ nhập thần vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Năm đạo quân, một cánh do Đô đốc Long chỉ huy từ làng Nhân Mục tập kích đồn Khương Thượng và phía Tây Thăng Long. Cánh Đô đốc Bảo tiến đánh các đồn phía Nam Thăng Long. Trung quân do đích thân nhà vua chỉ huy phối hợp với Đô đốc Bảo đánh về các đồn phía Nam Thăng Long. Cánh Đô đốc Tuyết và Đô đốc Lộc theo đường biển ra Bắc chặn đường lui của địch ở phía Bắc sông Nhị Hà và huyện Phương Nhãn. Đêm 30 tháng Chạp âm lịch, quân Tây Sơn đánh diệt đồn Giáng Khẩu do các tướng của Lê Chiêu Thống trấn giữ. Sau đó vua Quang Trung đánh diệt các đồn Nguyên Quyết, Nhật Tảo, vũ hàng được đồn Hà Hồi. Đêm mồng 4 Tết, đại quân Tây Sơn tiến đến trước đồn lớn nhất của quân Thanh là Ngọc Hồi, nhưng dừng lại chưa đánh, khiến quân Thanh lo sợ. Phần bị động không dám đánh trước, nhưng cũng không biết bị đánh lúc nào. Trong khi đó, cánh quân của Đô đốc Long bất ngờ tập kích đồn Khương Thượng, khiến quân Thanh không kịp trở tay, hàng vạn lính bỏ mạng. Chủ tướng Sầm Nghi Đống từ dẫn, xác quân Thanh chết chất thành 13 gò lớn, nơi có nhiều cây đa mọc tùm, nên gọi là Gò Đống Đa. Đô đốc Long tiến vào đánh phá quân địch phòng thủ ở Tây Long. Sáng mùng 5, vua Quang Trung mới cùng Đô đốc Bảo tổng tấn công vào đồn Ngọc Hồi. Trước sức tấn công mãnh liệt của Tây Sơn, quân Thanh rơi vào thế bị động, chết hàng vạn, phần lớn các tướng bị giết. Trong khi vua Quang Trung chưa đánh Ngọc Hồi, thì Tôn Sĩ Nghị nghe tin Đô đốc Long đánh vào Thăng Long, cuống cuồng sợ hãi đã bỏ chạy trước. Đến sông Nhị Hà, sợ quân Tây Sơn đuổi theo, Tôn Sĩ Nghị hạ lệnh khắc cầu khiến quân Thanh rơi xuống sông chết rất nhiều, đến nỗi nghẽn dòng chảy. Trên đường tháo chạy, Tôn Sĩ Nghị bị hai cánh quân Tây Sơn của Đô đốc Tuyết và Đô đốc Lộc chặn đánh tơi tả. Lê Chiêu Thống hớt hải chạy theo Nghị thoát sang bên kia biên giới. Quân Tây Sơn đuổi theo và rao lên rằng sẽ đuổi qua biên giới đến khi bắt được Tôn Sĩ Nghị và Chiêu Thống mới thôi. Như vậy sớm hơn dự kiến, chỉ trong vòng 6 ngày, quân Tây Sơn đã đánh tan quân Thanh. Thành dòng sông máu, đánh dấu sự thảm bại của 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, đồng thời đánh một dấu son chiến công vĩ đại. Nhìn vào lược đồ, các em cần chú ý. Mũi tên dài màu đỏ là quân Tây Sơn hành quân và tiến quân. Mũi tên dài màu xanh là quân Tây Sơn chặn đường rút lui của quân Thanh. Hai mũi tên liền nhau là nơi quân Tây Sơn phòng ngự. Hình chữ nhật có nốt tròn đen là nơi có thành và đồn của địch. Đường đứt đoạn màu đen là đường rút chạy của quân Thanh. Các em ạ,
trận Quang Trung đại phá quân Thanh được diễn ra ở ba đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi và Đống Đa. Để giúp các em hiểu rõ hơn về diễn biến của trận đánh, các em hãy cùng nghe cô tường thuật lại diễn biến từng trận đánh một nhé. Trước hết là trận đánh ở đồn Hà Hồi, diễn ra vào đêm mùng 3 Tết năm Kỷ Dậu, tức năm 1789. Quân ta kéo đến sát đồn Hà Hồi, cách Thăng Long 20 km về phía nam, nhưng giặc vẫn không hề hay biết. Vào lúc lửa đêm, quân ta vây kín đồn Hà Hồi, Quang Trung bắt loa gọi, tướng sĩ dạ rầm trời, quân Thanh trong đồn hoảng sợ xin hàng. Sau khi chiếm được đồn Hà Hồi một cách nhanh chóng và bất ngờ, Quang Trung không đánh ngay vào đồn Ngọc Hồi mà ông dừng lại hơn một ngày để phô trương thanh thế, làm cho quân Thanh hoang mang, lo sợ, không biết đường tiến quân của quân ta. Rạng sáng mồng 5 Tết, ông bất ngờ cho Đô Đốc Long đánh úp đồn Đống Đa, chính là đồn Khương Thượng. Tướng giặc Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử, xác giặc chết chất thành gò đống, nơi đây có cây đa cổ thụ. Có lẽ đây là lý do mà đồn Khương Thượng có tên là đồn Đống Đa. Cùng lúc này, vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy quân đánh vào đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bắn đại bác ra dữ dội, khói lửa mù mịt. Quân ta kép các mảnh ván thành tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước cuốn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm tiến lên. Vua Quang Trung cưỡi voi chỉ huy, tới sát cửa đồn, quân ta bỏ lá chắn, xông vào như vũ bão. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, quân giặc chết nhiều vô kể, đồn Ngọc Hồi bị mất, tàn quân Thanh bỏ chạy về phía Thăng Long, bị quân ta phục kích tiêu diệt. Chính sự bất ngờ này mà Tổng Chỉ huy Tôn Sĩ Nghị sợ hãi, bỏ cả ấn tín, ngựa không kịp đóng Yên Cương, vượt qua sông Hồng chạy về phương Bắc, quân ta toàn thắng. Em cho cô biết những đồn giặc nào được nhắc đến trong trận Quang Trung đại phá quân Thanh, mời các em cùng làm bài. A. Hà Hồi, B. Thăng Long, C. Đống Đa, D. Ngọc Hồi. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Rất chính xác, đó là các đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi và Đống Đa. Bây giờ, mời các em hãy nhớ lại diễn biến trận đánh vua Quang Trung bằng cách điền từ mồng 5, Hà Hồi, Ngọc Hồi vào chỗ trống trong các câu sau. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết thời gian rồi, và đáp án của cô là trận Hà Hồi diễn ra vào đêm mồng 3 Tết, trận Đống Đa diễn ra vào rạng sáng mồng 5 Tết, mờ sáng mồng 5 Tết quân ta đánh vào đồn Ngọc Hồi. Diễn biến trận đánh quân Thanh năm 1789 có 3 trận. Trận Hà Hồi vào đêm mồng 3 Tết, kết quả quân Thanh hoảng sợ xin hàng. Trận Đống Đa diễn ra vào đêm mồng 5 Tết, kết quả Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Và cũng sáng mùng 5 Tết đó là trận Ngọc Hồi, kết quả Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy về phương Bắc. Các em vừa được nghe diễn biến trận đánh quân Thanh của vua Quang Trung vào năm 1789. Theo em, sự mưu trí của vua Quang Trung được thể hiện như thế nào? A. Tiến quân thần tốc. B. Tấn công bất ngờ, đánh đúng điểm yếu của quân địch. C. Lựa chọn thời điểm đánh phù hợp với từng đồn. D. Cả ba đáp án trên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chính xác, đó là đáp án D. Cả ba đáp án trên. Theo em, vì sao quân ta đánh bại quân Thanh? A. Quân ta đoàn kết, dũng cảm một lòng đánh giặc. B. Nhà vua chỉ huy sáng suốt. C. Cả hai đáp án trên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Em học bài tốt lắm. Đó chính là đáp án C, cả hai đáp án trên.
cuộc kháng chiến chống quân Thanh có ý nghĩa gì đối với lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc? A. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc. B. Khẳng định chủ quyền của đất nước. C. Tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. D. Tất cả đáp án trên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Rất xuất sắc, đó chính là đáp án D. Qua bài học này, em cần ghi nhớ cho cô nội dung sau. Nguyên nhân diễn ra trận đánh, mượn cớ sang giúp nhà Lê cuối năm 1788, quân Thanh sang xâm lược nước ta. Nhận được tin đó, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh. Các trận đánh này được diễn ra tại ba đồn là Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa. Vua Quang Trung chọn thời điểm đánh vào đêm mùng 3 Tết và mờ một sáng mùng 5 Tết. Kết quả của trận đánh, xác giặc chất thành Gò Đống, tướng giặc thắt cổ tự tử, quân ta toàn thắng. Ý nghĩa lịch sử, đem lại độc lập tự hào về truyền thống đánh giặc, khẳng định chủ quyền của đất nước. Các em cần ghi nhớ phần bài học ngày hôm nay. Quân Thanh xâm lược nước ta, chúng chiếm Thăng Long. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn. Quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn bỏ chạy về nước. Chúng ta cùng sang hoạt động tiếp theo, hoạt động trải nghiệm. Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa là sự phát huy của tinh thần yêu nước, ý chí cuột cường của dân tộc ta. Đây là chiến công vĩ đại, là bản anh hùng ca bất hủ về sự sáng suốt mưu trí của vua Quang Trung, một trong bốn vị tướng tài giỏi nhất của đất nước. Để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh, hàng năm cứ vào mùng 5 Tết ở Gò Đống Đa, Hà Nội, nhân dân ta lại tổ chức ngày giỗ trận. Tại Gò Đống Đa mùng 5 Tết diễn ra lễ hội cấp nhà nước. Cũng ngày mùng 5 Tết ở Tây Sơn, Bình Định, quê hương của Quang Trung, lễ hội cấp tỉnh. Mùng 5 Tết Tân Sửu, do dịch bệnh nên phải dừng lễ hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn tới đặt vòng hoa dâng hương Hoàng đế Quang Trung tại di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, Hà Nội. Để tưởng nhớ công lao của vua Quang Trung, ở nhiều nơi trên đất nước ta đã xây dựng tượng đài, nhà tưởng niệm, công viên, bảo tàng Quang Trung. Ngoài ra, còn lấy tên trường học, đường phố mang tên ông, người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã bôn ba đánh Nam dẹp Bắc với bao chiến công lừng lẫy. Khi nhắc đến ông thì người ta nghĩ ngay đến chiến thắng Đống Đa, một chiến thắng khẳng định thêm một lần nữa chân sử bất diệt của dân tộc Việt Nam, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Khẳng định đây là cuộc kháng chiến giữ gìn, bảo tồn truyền thống văn hóa của dân tộc. Nước Việt Nam là của người Việt Nam, tinh thần ấy xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc. Đây là chân lý không thể phủ nhận của dân tộc Việt Nam, khẳng định qua biết bao thế hệ. Lớp lớp thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay sẽ tiếp tục kế thừa tinh thần ấy, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ, giữ gìn non sông. Ngày nay, trước tình hình diễn biến còn khó lường của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, sự đồng sức đồng lòng của toàn dân với tinh thần yêu nước, trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm này một lần nữa được nêu cao trong việc chống dịch như chống giặc của các bộ, ngành cùng các lực lượng, y bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ, quân đội trên tuyến đầu chống dịch để chăm lo giúp đỡ đời sống cho nhân dân. Tinh thần tự hào dân tộc, ý chí mạnh mẽ của người anh hùng áo vải Quang Trung, quyết tâm này một lần nữa còn được thể hiện rất rõ ở những chính sách về kinh tế, văn hóa của ông mà các em sẽ được nghiên cứu ở bài học ngày sau. Vua Quang Trung, vị tướng tài ba của dân tộc, được thế giới công nhận là một trong những vị tướng tài giỏi. Còn rất nhiều điều thú vị và bất ngờ về ông mà trong khuôn khổ bài ngày hôm nay cô chưa thể giới thiệu với các em được. Các em hãy tìm đọc qua sách báo, qua mạng internet để làm giàu thêm kiến thức lịch sử cho mình nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em.